kênh đá phong thủy LNG xin chào quý vị các anh chị cô chú ha. Thì hôm nay cái video này chúng ta nói về cái vấn đề mà à, trang sức và nói về cái vấn đề đá trong kinh doanh giữa LNG và những cái đối tác bên LNG ha về khía cạnh mà à, Kim Hoàng. Rồi thì à, mời quý vị cùng LNG à, tìm hiểu thêm và biết thêm về cái những cái quy trình và những cái nguyên tắc trong cái uh, lĩnh vực đá thiên nhiên, đá quý và trang sức hả quý vị ha. Rồi Thì mời cả nhà của chúng ta cùng LNG trao đổi về vấn đề này nhé. Kênh đá phong thủy LNG xin chào quý vị nhé. Thì uh, quý vị cảm thấy kênh thú vị và nhiều hữu ích thì vui lòng đăng ký kênh và hướng dẫn như sau nhé. Chúng ta vào uh, YouTube và gõ đá phong thủy LNG. Sau đó chúng ta đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nhận những cái video chia sẻ về kiến thức về đá và phong thủy quý vị nhé vâng và thì đầu tiên lời nói đầu của lng thì chúng ta nói đến phần kim hoàng thì như quý vị cũng biết là cái chỉ thị 16 được áp dụng ở thành phố hồ chí minh rất là gắt gao ha việc đi lại và những cái hộ kinh doanh ngoài cái hỗ trợ dịch ví dụ như là y tế và lương thực y tế thuốc men và lương thực thì những cái ngành nghề đó thì còn được hoạt động hả quý vị ha còn hầu như tất cả các ngành nghề còn lại không liên quan thì đều tạm lắng ha quý vị ha vì thế nên LNG hiện tại chỉ có thể là <laughs> nhận hàng là ví dụ như là hỗ trợ quý vị thiết kế mẫu 3D ha quý vị ha rồi ra sáp cho quý vị thôi còn về cái khâu đúc vàng và cái khâu hoàn tất trang sức thì uh, uh, xin anh em uh, xin anh em cho LNG uh, thêm 2 tuần nữa ha quý vị ha để cùng uh, chung tay cùng nhà nước chống dịch để cho Việt Nam của chúng ta À, nắm vững cái tình thế thôi quý vị ha để mà có thể à, hoạt động lại những cái ngành mà chủ yếu chủ chốt ví dụ như là ngành giáo dục hoặc là à, bệnh viện rồi ha quý vị ha và công việc của quý vị hoạt động lại bình thường thì à, nói đến phần trang sức thì à, như em cũng đã chia sẻ với quý vị ha bởi vì bên lng vẫn còn đang à, à, mắc kẹt ở à, những cái à, đơn hàng mà trước khi xảy ra cái sự bùng phát dịch bệnh bởi cái chỉ thị 16 nên thành ra là một số anh chị em đang chờ đợi thì vui lòng cho LNG thêm chút thời gian ha. LNG rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm và đã ủng hộ đến LNG và vấn đề thứ hai trong video này thì nói về cái nguyên tắc làm việc thì như cái lô hàng này thì hôm qua thì quý vị cũng nhớ là em đã làm gửi đến quý vị rồi ha thì cái lô hàng này cũng là một đối tác mới thôi nhưng mà do LNG làm thiên về tình cảm quá ha quý vị ha nó thành ra là banh chành cái lô hàng thô của em luôn vì cái dòng tô ba này ít ai mày láng lắm đại đa số là mày giác và đối tác thì đặt chúng ta mày láng như thế này và phá banh cái lô hàng luôn bởi vì có những viên bự nhưng mà em đành phải cắt ra làm hai làm ba để mà những cái viên láng như thế này và em không có nhận cọc ha em chưa có lấy cọc nên thành ra là bây giờ cái lô này là tạm thời là à, có thể là chia sẻ lại cho anh em kim hoàng và cũng có thể là à, em sẽ sửa giác lại ha quý vị ha sẽ làm cho cái lô này đẹp thành những cái viên mài giác cực đẹp đó và nói đến cái vấn đề mà tiền cọc á thì à, em cũng chia sẻ thêm thì với những anh chị em nào mà chúng ta là đối tác cộng tác viên hay là bên hộ kim hoàng của lng thì à, cũng như cái lô hàng này ha em sẽ nếu như mà anh chị đặt những mài những cái lô hàng này thì buộc phải cọc giùm em nè và quý vị chốt đá thì cũng vui lòng cọc giùm em luôn ha bởi vì à, trên kinh doanh mà <laughs> chúng ta cũng đều kinh doanh như nhau thì à, sáng hôm nay có một cái viên di công 11 ly và có một anh khách cũng chốt với em chốt của em là ngày 30 tháng 7 đúng rồi chốt ngày 30 tháng 7 à, lô một viên di công à, 11 ly thưa quý vị ha có kèm giấy kiểm định của BNG đàng hoàng và một lô hạt anh tím đấy rồi thì anh ấy chưa có cọc và sáng hôm nay thì bên hồ kim hoàng người ta đã chốt viên đó và người ta cọc thì em mới gửi tin nhắn qua thì anh mới uh, trách móc về cái việc uh, kinh doanh của em nhưng mà quý vị à cái vấn đề mà về việc mà dạng như là uh, bỏ cọc nhé bỏ nói chung là bỏ hàng như thế này bơm hàng như thế này hoặc là chưa cọc thì uh, trên nguyên tắc thì làm việc không chỉ riêng em ha bất kỳ ai cũng vậy nếu mà có tiền cọc thì nó là một cái ràng buộc khá là chắc chắn cho chúng ta ha còn cái vấn đề mà dạng như là chốt hàng mà không cọc á thì cái vấn đề đó em bị nhiều rồi em bị nhiều rồi em chai lần với cảm xúc rồi nó thành ra các anh các anh chị em mà chúng ta chưa cọc thì uh, cái việc mà không còn hàng là chuyện bình thường ha anh chị ha mình uh, mặc dù là em luôn luôn xin lỗi xin lỗi về tất cả mọi thứ nếu như mà không cần biết gì hết trong kinh doanh là như thế cứ chỉ cần biết xin lỗi và xin lỗi thôi còn mọi việc thì để người ta cảm nhận ha thì riêng về cái vấn đề này á thì em muốn chia sẻ là như thế để cho các anh chị chúng ta có thể hiểu về cái nguyên tắc làm việc của bên em đi nếu anh chị cọc thì hàng chắc chắn là của anh chị còn nếu anh chị không cọc mà anh chị đặt chơi hay là đặt để đó thì em chịu thua ha quý vị ha em không giữ được hàng cho quý vị về cái vấn đề này đó là một rồi hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái dòng di à, công này ha quý vị ha vâng thì cái em này là một cái em di công à, 7,93ct à, gần 8ct ha quý vị ha và chúng ta cũng có thể thấy là à, bên trong viên đá ha đây quý vị sẽ thấy là nó có hiệu ứng là à, đa sắc ha quý vị ha thì cái viên di công này nó hoàn toàn là sạch 100% để em lấy cái 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 đèn vàng em soi đó đợi em xíu em lấy cái đèn vàng em soi em soi để em kiểm tra độ sạch của nó khi còn trên vỉ luôn Vâng rồi, thì bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra về cái chất lượng của viên di công hôm nay ha quý vị ha. Như quý vị thấy nè. Viên này thì sạch 100%. Và cái viên di công 11 ly kia cũng sạch 100%. Và với những cái con hàng to như thế này mà độ sạch tới 100% thì quý vị cũng từng xem nhiều video F&G cũng chia sẻ về cái giới hạn của đá thì quý vị cũng biết rồi đúng không? Cái điều này thì nó quá... Quá bình thường, vì cũng chia sẻ về vấn đề này nhiều. Thì nói chung là nếu như chúng ta thích thì chúng ta chỉ cần cọc thì nó chắc chắn là hàng của chúng ta rồi. Nếu như quý vị đã đặt cọc rồi, em nói thẳng luôn. Cho dù người kia họ có muốn trả ra giá gấp ngàn lần đi nữa, em cũng không thể bán. Vì đó là nguyên tắc. Một người làm ăn mà không có nguyên tắc thì không bao giờ làm nên cái trò chống gì cả. Nếu như mà ở cái viên 11 ly đó, anh trai đó trách em là tại sao là không báo trước với ảnh mà nhận cọc người khác vâng vậy em xin phép hỏi lại một câu rằng là tại sao anh không cọc trước với em mà giờ quay ngược lại trách em đó thì cái vấn đề đó là nói chung là em đang bị mất một người thì em cũng rất là đau buồn nhưng mà nguyên tắc vẫn là nguyên tắc hơn quý vị ha thì vấn đề này chúng ta à, hiểu rõ nhau hơn để chúng ta dễ làm việc về sau và rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với à, cái lô di công À, lô di công này để mà chúng ta lên trang sức ha thì ở cái video này thì à, em sẵn chuẩn bị sẵn cho à, phái đẹp à, các chị em phụ nữ ha những cái à, chiếc nhẫn à, phôi để mà chúng ta có thể ướm viên đá lên và chúng ta trải nghiệm được cái đẹp của chiếc nhẫn và những viên đá mà chúng ta à, sắp thấy đây ha đầu tiên thì ta lên chúng ta lên một cái viên đá di công ha quý vị ha một cái viên đá di công màu trắng ha quý vị ha kích thước nhỏ lên với cái mẫu nhẫn này thì quý vị có thể thấy là viên đá của chúng ta ha tuy bé nhưng mà nó giống y như là viên kim cương luôn y như xoàn luôn ha quý vị ha rất là đẹp đó vẫn có hiệu ứng đa sắc ha quý vị ha và với cái dòng di công này thì do nó không có nó không có cao như hàng kim cương vì hàng kim cương là hàng cao cấp và hầu như đại đa số là được khoan laser tức là bắn laser bắn tạp bên trong để tạo nên cái độ tinh khiết cao cho kim cương để đẩy để nâng tầm cái giá trị của viên kim cương lên ha còn ở hàng di công của chúng ta nếu như mà được bắn laser được khoan laser thì nó cũng đẹp như thế thôi nhưng mà những cái dòng di công bên LNG thì được sự lựa chọn rất là à, những cái phôi rất là tinh khiết ha quý vị ha cũng không kém phần sang trọng vì à, nếu như chúng ta suy nghĩ thông thoáng một chút thì với hàng môi senai với hàng môi senai à, giá của nó là lên đến à, à, cả triệu một CT quý vị ha. Hàng à, hàng tầm thường á thì nó bằng một nửa giá hàng cao cấp, hàng giá cao cấp thì à, nó tầm à, 8 900 một triệu trên một CT. Thì ở cái dòng di công này của chúng ta nó không tới như thế nhưng mà nó cũng là hàng thiên nhiên nha quý vị nha giá thì thấp hơn hàng nhân tạo mà là đá thiên nhiên hả quý vị ha và độ đẹp thì không có phần kém kém hơn đâu ha và cái đặc biệt là những cái viên đá này á, thì nó là đá thiên nhiên nên những cái ánh lửa của nó không hề giả chân như đá Moissanite hả quý vị ha rồi chúng ta sẽ đến với viên tiếp theo hả quý vị ha và mẫu tiếp theo khi nãy thì chúng ta lên với lại vàng trắng hả quý vị ha còn bây giờ là chúng ta lên với vàng gold thì quý vị cũng có thể thấy là độ sáng và độ lanh của cái viên đá di công của chúng ta à, Khá là hoàn hảo ha hả quý vị ha Khá là đẹp luôn Không kém gì à, hàng kim cương Và giá trị của nó bởi những cái ánh lửa Rồi độ trong của đá Khúc xạ chiết xuất thì à, hoàn toàn là ok ha Nhìn là biết đá thiên nhiên liền Chứ không phải như là hàng môi -Sanai. Nhìn là mình biết hàng môi ha quý vị ha Vâng và tiếp theo là chúng ta có một cái mẫu trang sức kèm với lại một cái viên di công ha quý vị ha màu trắng Thì như quý vị cũng có thể thấy rồi Làm sao để sở hữu những cái viên đá thiên nhiên hoàn toàn giống với kim cương Về giác cạnh thì lại chuẩn ha quý vị ha Mà nó hoàn toàn là đá thiên nhiên thì chỉ có di công mà thôi Thì nói đến cái dòng di công này thì cái ưu thế của nó là nó đẹp cả ngày lẫn đêm với ban ngày khi chúng ta ra nắng thì những cái tia lửa cực mạnh của nó sẽ bắn ra rất là đẹp ha còn về đêm thì quý vị biết rồi nếu mà chúng ta đã sở hữu những cái viên đá thi công này thì về đêm quý vị cũng có thể thấy là với những cái ánh đèn trần cũng có thể tạo ra cái bảy sắc cầu vòng tức là ánh đa sắc trong viên đá của chúng ta ha đó rất là thú vị rất là đẹp quý vị à thì đây là một cái mẫu nhẫn nữ đó còn mẫu nhẫn nam thì em em không có cái phôi nhẫn ở đây hả quý vị ha Để quay cho quý vị xem Thì à, chúng ta có thể à, xem qua mẫu nhẫn nữ Còn nhẫn nam thì chúng ta có thể là lên những cái ý tưởng để mà lên trang sức cho chúng ta ha Đó Hàng mài rất là đẹp không quý vị ha Vâng rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng qua những cái viên đá di công của chúng ta ha thì như quý vị thấy dưới cái cái cái, cái tay của em thì quý vị có thể thấy là độ sáng rất là nhẹ ha quý vị ha ánh sáng rất là nhẹ và những cái viên đá di công chúng ta thì nó không thua gì một viên kim cương ha, quý vị ha rất ư là đẹp luôn Ủa? dù ở bất kỳ độ nghiêng nào khi mà chúng ta lên trang sức thì dù là bên trái bên phải chính diện phía trước phía sau đi viên đá của chúng ta nó cũng đều là rất là sặc sỡ ha quý vị ha và đặc biệt ở điều đặc biệt ở di công thì với chiếc xuất và khúc xạ của nó thì những cái dòng đá khác thì khó mà sánh bằng ha quý vị ha vâng còn đây là cái viên di công xanh ha quý vị ha viên di công xanh của chúng ta đây được mài theo kiểu ngũ giác ha quý vị ha và lửa của nó thì chúng ta cũng có thể thấy rất là ok luôn và đèn thì em đã giảm sáng hết rồi những cái mà ánh đa sắc mà chúng ta thấy trong viên đá đây thì không có cái app nào mà có thể hạ hỗ trợ được hả quý vị ha đây là một viên đá thật và bên ngoài thì độ trong độ trong và cái lửa nó huyền diệu nói chung là nó rất là phơi luôn thì chúng ta chỉ có thể chiêm ngưỡng được bên ngoài thôi ha trên video nó vẫn còn kém quá độ phân giải điện thoại quá tệ vâng rồi thì đây là cái lô di công của chúng ta ha quý vị ha như quý vị thấy đây À, đây là ở dạng mà chúng ta là ấp xuống dưới cái cái hộp quý vị à Đây Chúng ta lặt những cái viên đá nó ấp xuống Thì như quý vị thấy ha à, Sản lượng di công của chúng ta rất là đa dạng Rất là phong phú về màu sắc Cũng như là về cái kích thước Và về cái uh, hình dáng của nó ha Thì quý anh chị nào chúng ta có nhu cầu Thì chúng ta có thể là liên hệ đến LNG Để đặt những cái con hàng như thế này từ số lượng thấp cho đến số lượng lớn luôn ha quý vị ha và đá của chúng ta à, những cái viên đá này ha bao quý vị giám định bất kỳ trung tâm nào rồi thì em xin cảm ơn và xin chào tất cả quý vị ha ừ.